Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tiếp tục triển khai phương án thí điểm phân luồng tổ chức giao thông tại các nút giao ngã tư sở quận Thanh Xuân và Đống Đa, Tố Hữu, Vũ Trọng, Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tránh, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Xuân và Cầu Giấy. Tại nút giao ngã tư sở, cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư sở theo hướng đường Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Tại nút giao Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Tố Hữu và đường Vũ Trọng Khánh. Tại nút giao Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Ngân theo hướng và đoạn từ Nguyễn Xuân Linh đến Khuất Duy Tiến. Đường Nguyễn Thị Thập theo hướng và đoạn từ Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Xuân Linh. Tại nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, cấm phương tiện rẽ trái quay đầu trên tuyến đường Trần Duy Hưng theo chiều từ Trần Duy Hưng đi đại lộ Thăng Long và ngược lại. Thời gian tiếp tục thí điểm kéo dài đến ngày 22 tháng 10. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng sự thảo đề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm chế lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn với ba kịch bản dự báo cho 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Ở cả ba kịch bản trong dự thảo đề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra, năm 2023 đạt mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 là 6,5 đến 7% mỗi kịch bản đi kèm dự báo xác định xu hướng một số nhóm chỉ tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô an toàn nợ công tài chính công quốc gia ổn định tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng lạm phát giá cả hàng hóa cân đối sản xuất tiêu thụ xuất nhập khẩu một số nhóm hàng hóa dịch vụ quan trọng của nền kinh tế cân đối thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa lao động việc làm Đề án phân công trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn. Ngày hôm nay, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại 48 doanh nghiệp tại thành phố Phú Quốc về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kiên Giang. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Kiên Giang đạt mức tăng trưởng 4,42% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch khoảng 3,5 triệu lượt khách, tăng 51,2% so với cùng kỳ. Riêng Phú Quốc đạt gần 2,4 triệu lượt khách, Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp phản ánh với tỉnh Kiên Giang về tình trạng thiếu hụt nguồn lao động qua đào tạo nghề quản lý khách sạn, lĩnh vực du lịch, có giải pháp phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ phát triển nguồn điện, mạng viễn thông ổn định, phục vụ du khách, đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm du lịch, thi công các công trình. Đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và thành phố Phú Quốc giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã ra mắt cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp